Vâng, xin kính chào anh em cộng đồng Pi Network Việt Nam. Lời đầu tiên xin chúc anh em sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Bản tin của em buổi chiều ngày hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Một, Bitcoin tụt dốc nhường chỗ cho Pi Network. Như anh em đã biết ấy, thì trong những ngày gần đây thì Bitcoin đang có xu hướng tụt giảm. Và đặc biệt trong ngày hôm qua thì Bitcoin đã tụt dốc không phanh. Bây giờ một Bitcoin chỉ còn có một Bitcoin bằng 38.000 USD. Và đặc biệt hơn nữa, trong buổi sáng hôm nay Bitcoin này có xu hướng tụt dốc không phanh, không phanh, không thể phanh được. Đó là một Bitcoin bây giờ chỉ còn có 36, một Bitcoin bằng 36.000 USD. Đây là một cái thông tin rất buồn dành cho những anh em nào đang đầu tư vào Bitcoin. Qua cái sự tụt giảm của Bitcoin này thì chứng tỏ rằng Bitcoin đang có xu hướng nhường chỗ cho Pi Network. Pi Network càng tăng thì Bitcoin càng giảm, đó là một xu thế tất yếu của thời đại. Khi mà Bitcoin bây giờ là lỗi thời lạc hậu rồi thì nó phải nhường chỗ cho một cái mới, một đồng tiền mới, đồng tiền chung của thế giới, đồng tiền của sự đồng thuận của toàn anh em thế giới. Nên anh em, nếu mà anh em nào mà nắm bắt được thời cơ thì anh em hãy nhanh chóng đào pi coin ngay bây giờ trong ngày hôm nay. Đặc biệt là Pi sắp được KYC vào tháng sau, dự kiến của Pico Team đang hoàn thiện kỹ thuật để cho anh em KYC toàn diện trên toàn thế giới. Một khi Pi đã được KYC rồi thì anh em chắc chắn sẽ có tiền trong tương lai. Đặc biệt là những anh em nào đã chơi Pi, đào Pi từ năm 2019 đến nay thì chắc chắn những anh em đó sẽ trở thành tỷ phú, tỷ phú. Còn những anh em nào hiện tại mà chưa nắm bắt thời cơ hội thì hãy xem clip này và nhanh chóng tải ứng dụng Pi Network để anh em đào hàng ngày. Anh em chỉ cần bỏ ra 3 đến 10 giây thôi, mỗi ngày bỏ ra 3 đến 10 giây thôi, anh em chắc chắn sẽ thu được thành quả trong tương lai. Nếu giả sử đen lắm đi, ứng dụng Pi Network này không thành công thì anh em cũng không mất gì. Nó cũng chỉ là một cái trò chơi để anh em bỏ ra 3-10 giây thì nó không mất gì, không đáng gì. Coi như đấy là một cuộc chơi, coi như đó là một cái trải nghiệm anh em nhé. Anh em nếu chưa đào thì anh em hãy nhanh chóng tải này về đào đi, bởi vì sắp tới xu hướng đồng tiền Pi là đồng tiền chung của toàn thế giới, nó sẽ thay thế các đồng tiền khác như USD, đô la Mỹ, bảng Anh, nhân dân tệ, vân vân và vân vân. Hai, số người theo dõi ông Nicolas Kokalis trên Twitter ngày càng tăng chóng mặt. Như anh em đã biết đấy, trước khi có dự án Pi Network này, số người theo dõi, số người biết ông Nicolas này chỉ là con số là trên 2.000 người theo dõi. Nhưng hiện tại sau 3 năm đến giờ phút này, số người theo dõi ông Nicolas Kokalis đã lên đến từ 294.214 người. Đây là một con số cực kỳ khủng khiếp trên Twitter. Động thái này cho thấy rằng gì? Anh em cộng đồng Pioneer rất ngóng chờ và mong ông Nicolas nhanh chóng hoàn thiện kỹ thuật để cho anh em sớm KYC toàn diện trên toàn thế giới. Đồng thời cũng chứng tỏ rằng cái dự án Pi Network của ông Nicolas này ngày càng được quan tâm của cộng đồng toàn thế giới. Đặc biệt trong thời gian gần đây, số người đăng ký đào Pi Network tăng chóng mặt từ 29.000 tháng 12 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Số người đào Pi Network đã lên tới hơn 50 triệu người. Đây là một con số cực kỳ khủng khiếp. Động thái này cho thấy rằng chắc chắn là những con cá mập đang núp đằng sau cái dự án này. Hiện tại thì chưa có con cá mập nào lộ mặt, nhưng dự kiến trong tương lai khoảng độ tháng 3 năm 2022 thôi thì chắc chắn những con cá mập ở phía sau, đứng sau dự án này sẽ lộ diện. Và chắc chắn khẳng định với anh em rằng không thể trượt ở đâu được, dự án này sẽ thành công đến trước tháng 6 năm 2022 nha anh em nhé. Động thái này chứng tỏ rằng cái dự án Pi Network này sắp thành công. Ok anh em. Và một thông tin cực hot là sắp tới ông Nicolas sẽ cho KYC diện rộng trên toàn thế giới. Và một điều bất ngờ là tất cả mọi người trên thế giới đều có quyền tham gia KYC, kể cả trẻ em, người lớn, người già.
Nếu mà xác minh được, chứng minh được mình là người thật, việc thật, có giấy tờ đàng hoàng thì chắc chắn sẽ được KYC. Một thông tin cực hay đó là chúng ta, những trẻ em, những nếu là trẻ em có thể sử dụng giấy khai sinh của mình có đóng dấu của địa phương chắc chắn sẽ được KYC. Đây là một thông tin cực chất, đây là một sự thể hiện sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ Picotim dành cho tất cả anh em Pioneer. Đội ngũ Picotim không muốn bất kỳ một ai nhiệt huyết với P Network mà lại bỏ lại, muốn bỏ lại phía sau. Ông ấy muốn tất cả mọi người đều đi trên con đường, không muốn bỏ ai lại phía sau. Nếu có bỏ lại thì chỉ bỏ lại những cái thành phần gọi là ăn xổi, muốn bán pi ngay lập tức khi pi lên sàn nha anh em nhé. Còn ông Nicolas, ông ấy khẳng định rằng pi chắc chắn sẽ là đồng tiền chung của toàn thế giới, là đồng tiền mang tính nhân văn anh em nhé. Đây là một thông tin cực chất, hy vọng nó sẽ giúp ích cả mọi người trên thế giới. Ok anh em.